Bác Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Hôm nay bác Sa Đức Huy dẫn quý vị đến thăm vườn nhà anh Phương tại Tân Yên, Bắc Giang. Thì trước mắt của quý vị là vườn của anh Phương. Em chào anh Phương. Chào em nhá. Em chào anh. Chào bạn bè anh em cùng chơi cây với em bác Sa Đức Huy nhá. Vâng, em đến anh chơi và cho em chia sẻ một số cái tác phẩm nhà anh nhá. Rồi, ok. Vâng. Cây này cây xanh Nam Điền anh nhỉ? Đúng rồi, Nam Điền. Úi dồi ôi. À đúng là vàng 4 con 9. Tới như đêm qua dạ, nó thế. Đồng, cầm nó sơn nó xịt đấy. Không, khả năng là hay là người ta sơn rác vàng lên chậu nhưng anh lại rác vàng lên cây chẳng hạn. Toàn thân màu đồng quý vị ạ, cây già lắm. Cây già đẹp. Cây già thế anh nhỉ. Đồ này giờ là nó đanh đỉa, dễ lên. Đồ này giờ là cũng tem mọc mọc cũng hiếm đấy. Tem nó mọc mọc tận răm. Thế. Quá rồi. Vừa rồi thì cái chất lượng video vừa rồi bác Sa Đức Huy quay cho quý vị thì những video trước thì nó cũng còn hơi rung, thì mong quý vị thông cảm. Thì video này và sau này thì chắc chắn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Thì mong quý vị xem và quý vị phản hồi lại cho bác Sa Đức Huy. Cây si ngồi đá rất nghệ thuật. Một cái cốt si to lắm quý vị ạ. Cái cốt xì này anh Phương lấy về chắc cũng mới đấy nhỉ? Anh mới lấy trong năm về. Vâng. Cái cốt này thì to nhỉ. Sao anh lại sưu tầm được cái đồ quý nhiều thế này. Cái này sao cũng gớm đấy. Đây hàng đại anh Phi rất nhiều. Anh xin lỗi anh Phương rất nhiều. Đây, một cột xanh Nam Điền. To lắm thưa quý vị. Cột anh đang nuôi. Đưa về lâu chưa? Đưa về trong năm. Đá tung cái chuồng đậm. Còn thả rồi, còn 7 tấn. Anh Quý, chào khán giả anh Quý ơi. Chào bác Sa Đức Huy nhá. Chào anh, chào khán giả. Anh em chơi cây. Cả lớp. Sang thăm vườn này em Phương. Toàn hàng khủng thôi. Toàn hàng khủng. Những cơ bản thì hàng anh Phương thì nhiều cây hàng cỡ đại rất nhiều. Đây một cây cốt xanh anh cũng mới lấy về. Anh ở Tân Yên đây thì mạnh rồi. Anh Phương ơi, cái cây long này cũng là cái cây mà sau cũng ác chiến đây này. Cái long này đang rất nhiều anh em thích ấy. Một cốt long mà. Nhiều anh em phải ý đi. Đấy, anh Quý mang con si to đấy này, anh ơi. Cây tử đẹp thế nhỉ? Phần chính cũng đẹp, cây tử cũng đẹp.
u sụn. Bên kẹo nữa. Vành thân cái này anh ước chừng nó bao nhiêu anh? Vành thân cái này. Vành chân này cũng, cũng chân dưới, chân dưới. Thì... Không, vành vành thân này cũng phải 100 ấy, anh nhỉ. 100 ấy. Vành gốc củ dưới cả tứ thì cao 2 mét nhỉ. Tầm đấy. Cao 2 mét. Cây có những cái bệnh giả lắm, ù biếu. Một cái cốt xanh Nam Điền to lắm mà anh mới đưa về hôm qua đây. Cây này mà khai thác xong thì cây này cũng đẹp. Lên lại đá. Con này phải chuyển bỏ một số lưỡi. Phải bỏ chứ, sao lên lòng lên đá lại bỏ bớt đi. Con này gài đá cho chân nó quện vào anh nhỉ. Làm đá lại không cần nhiều. Đá đá. Nó nhỏ nhắn xinh xắn thôi, đủ làm cho thủng. Nó xin cái cho nó chạy theo dễ rồi, có dư đường dễ chạy rồi giờ thì cho chạy theo dễ thôi. Anh chỉ phải đục hết cái gầm. Ừ. Bỏ bớt hết cái gầm đi. Thì cái nó thoát nó, được. Con này nó nhỏ. Cái này hồi xưa kiểu cái từ đẹp thế nhỉ? Cái từ đẹp thật. Kiểu như là ngẫu hứng thôi. Và cho ngồi ngày xưa cứ ngồi đúng đá kiểu ngồi mà đúng đá ngồi đúng con đá chính con này cứ cho ngồi ở trên này cũng đẹp còn đẹp hơn trong dưới này lưu phiêu như hòn này này ngồi trên kia kìa trong dưới soi nước cái ngày xưa cái chốt này, cái này mà hay là nào mà cắt đi nhỉ đá là mấy mà cho nguyên quăng hẳn xuống thì cho ngồi độc cú này trước có một tay đây này người ta cắt đi nhỉ đấy cái tay đấy sao cắt nhỉ cũng cắt được mấy năm đấy bo sẹo này nhìn cái vết sẹo kia chắc độ 3-4 năm cây này thích lâu lắm rồi cứ đợi ngoài đợi ngoài đợi ngoài cái này mà để biết là anh Phương còn một số cây rất to anh đặt ở ngoài này. Sông rất đẹp quý vị. Sông này đẹp lắm. Lùn. Sông to như dáng bonsai, lùn, đẹp. Rất nhiều cây khủng. Người thích cây nào thì cứ tìm đến anh Phương, giao lưu với anh Phương. Hàng đại nhiều lắm. Đây một cúc xanh Nam Điền to. Cây sung ở phía ngoài nó rất to. Anh Phương ơi, anh Phương có thể đọc cái số điện thoại của anh cho quý vị được biết không? 0976 963 239. Vâng, anh đọc một lần nữa đi. 0976
0963239. Vâng, vâng. Thế thì quý vị nào mà có muốn giao lưu với anh cái cây nào thì quý vị có thể liên hệ với anh Phương qua cái số điện thoại anh Phương vừa cho quý vị. Ôi, cái hòn đá này nó rất có duyên, là cứ ghép cây lên là lại mất cây. Thế à? Hòn đá liền em này. Hòn đá đẹp. Thế lại mua. Hòn đá nó đẹp này mà cây đẹp lên đây thì làm sao mà chả. Mua một con huyền 4 triệu về nhưng cuối cùng thế là ở thôi, tầm một cây. Về lại trồng vào cái thống. Trước ở thống mình nhố cho đây, giờ lại nhố ra cho ở thống. Thế một cây nữa thì một cây vừa giờ anh Trung lại lấy đốt. Vâng. Để thống thì không đấy, về ghép lên làm ngọn một cây khác. Cái mỏ này mua 2 triệu đấy. Cái dòng này thì có cái đến đây bác sĩ Huy cũng xin phép dừng lời. Thì một trước khi dừng lời thì xin chân thành cảm ơn quý vị. Và rất mong quý vị ủng hộ Huy bằng cách đăng ký kênh nhá. Thì quý vị xem video rồi xem hết video mà thấy cái chất lượng nó được tốt hơn thì quý vị phản hồi lại cho bác sĩ Huy. Để bác sĩ Huy cố gắng nhiều hơn nữa để chia sẻ những cái video chất lượng để gửi tới quý vị. Xin chào quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị.